Và người thực hiện này là Lập Tiến. Và xử lý
bóng được tổ chức từ Bạch Cư đã phạt cầu không dành của thủ môn Anh Tư. Bóng này này sẽ là một hòn số và cho đây là chiếc cài Anh Tư cũng là lần đầu tiên sự hiện diện của bóng FC Gen. Bóng trận đấu vẫn đang diễn ra rất chậm. Tham dự tại thành phố Bình khả năng để có thể phát động tấn công cả hai đội chưa dám vào đây, bởi vì nó sẽ liên quan đến tỷ số và thời gian. Rất qua không vẫn người sẽ dẫn dắt lối chơi cho câu lạc bộ Lão Tướng Nam Định. Thủ môn Phương Bắc so với thủ môn Anh Tuấn thì anh cũng không có mức chiều cao lý tưởng hơn. Là Xuân Thắng, Xuân Thắng và hôm nay sân vận động của Hồng Xuân Minh đã được sửa chữa và nâng cấp với đường mịn rất tốt như một năm giò lụa trải dài trên khắp chiều dài của phân 11 mai. Đường truyền của Xuân Thắng hình như được gì rồi, đúng như vậy. Trọng tài Vương Cường đã dâng cờ báo nguyện vị cho trọng tài Xuân Minh. Tình huống nguyện vị rất rõ ràng. Đức Hùng bóng ra đi hết đường biên, người đi biên phải thời kỳ hoàng kim của Phong Độ đã trở thành một trong sự nổi tiếng của chiếc vòi thanh hoa và đã từng đào sâu vô địch của Phúc Cá Mèn Huy Long. Tuy nhiên thì bóng đá Việt Nam của chúng ta và kể cả là bóng đá châu Á chưa có công nghệ VAR để có thể xử lý trong một cách tình huống vô sân cỏ không nhìn thấy. Và cho bóng tới và đây sẽ là quả bóng đầu tiên dành cho các cầu thủ Nam Định. Dường như là một tên bóng đá bóng với thủ môn về đi cao thủ FC Gen. Đối với các cầu thủ phạt của đã tình huống đã phạt Phúc Sơn Hoàng Hải đang đá tặng quay trục và phòng ngự không có đến Tú Lều. Đó là Tú Lều em sẽ nhận quân lưu hợp để cho đánh cuộc triển khai bóng bên phía quân sân nhà Linh Hải phạt thơm Quỳnh Anh Tú Lều. Nhưng để giúp cho nhà trắng có thể giành cúp C1 giải năm nay thì
đang dùng chấp hành đặt hỏa tăng cho giúp về phía bóng các tay em và mọi người có thể nộp trong buổi đổ vào bất kỳ thời điểm nào.
tạm nhận đi. Và hy vọng rằng cơn gió mát sẽ đem lại bầu không khí sôi nổi cũng như là giúp cho các cầu thủ về phía Hà Nội có một cái bản thể lực tốt thế đấy. Rất khó để cho cầu thủ này có thể ra sân nhanh đúng không? Trời và vận ngắn là rất hiệu quả và cho bạn của Hoàng Hải. Tất cả những người tham gia, tất cả các đội bóng đều
Số lên cho Phạm Hùng lên đây.
Anh Quýt thì Định Bách đã rời quân. Có lẽ là một cậu bé đã sống mệt và hải quân lên tiếng là cậu bé sẽ rời quân sống. Tỷ số đã được đưa lên 5-1 dành cho các thủ quan của Nam Định. Kết quả rất ấn tượng dành cho đội bóng này. Trước khi các đội giải đấu đánh giá vào Nam Định trong trận chung kết trận đấu đơn và trận đấu của Nam Định và Vũ Nam. Thôi, con vào. Rất ít những quả trống dành cho các trợ giúp bên trái bóng FC anh em. Và bóng này vẫn đang chủ động bình tĩnh ở những đội của mình để có thể đem lại sự may mắn trong trận đi bàn. Và góc bên cánh trái dành cho FC anh em. Và bàn vào không thành công của Trần Tiến. Nhưng vẫn là cầu thủ này xoay người. Vẫn chưa có sự chiến thắng. Có khá nhiều những cơ hội để đối mặt dành cho các thủ về phía bóng FC anh em. Tuy nhiên, bóng này vẫn chưa thể nào thực sự tập trung. Có sự tập trung trong việc tìm kiếm những khả năng và những cơ hội đối mặt để có thể đánh bại được hàng phòng ngự cũng như là vị trí của thành phố anh về phía phòng ngự của mình. Vô chung. Dành cho các cầu thủ anh em. Cầu thủ của trận đấu vẫn được đẩy mạnh lên rất cao. Sau khi mà bạn đã đạt được bóng, với điểm số là một, khoảng cách rất là gần. Chúng ta bóng này có thể thực hiện đúng với lối chơi của mình. Và người FC anh em vẫn đang rất tích cực. Bóng thiếu may mắn ở trận đấu lần này cũng đã diễn ra rất nhiều với những quả dứt điểm đối với các trận thúc áo đỏ. Vũ Nam, bóng vào Vũ Nam, một trận thúc áo phải những người nhớ có thể kéo phản của mình. Không có vào thấy và người của trưởng quan này. Vậy là kết quả lần này phần mình đã lên tới kết nối ở khu vực quả, đó là dành cho đội bóng FC anh em.
hạn chế anh em cần phải cố gắng để có thể bổ sung sức mạnh của mình. Đón hành. Vũ Nam. Mà số điện thoại có thành không? Ôi đại con Văn Tiến, rất em con vào. Quá nhiều những cú điểm dành cho đội bóng áo đỏ. Chỉ một lần được đá này thành công. Và cũng không nên có sự cơ hội được tìm ra được đấy. Đại đội một có tình hình đoàn kết rất cao. Trong hai đội đấu tiếp theo anh em, Hoàng Mai và Nam Định. Đẳng cấp của các đội và đẳng cấp của các đội bóng nước ngoài của chúng ta và Hà Nội chúng ta rất nhiều bởi vì đó là trái tim. Đội bóng áo đỏ chẳng có đạo diễn ra khá nhanh, rất nguy hiểm. Và tiếp tục với những tập phát hiện của người tập huấn dưỡng.
Đã không giúp cho một ngày đấu trận đấu sau
Thì khán giả ngày hôm nay cũng muốn có mặt trong buổi đấu của cao thủ tăng tố đang lên gọi đấu thứ hai này. Lúc này thì thời tiết đang trở nên khá mát mẻ và đó là trong đó để giúp cho ra vòng có thể phát huy về mặt thể lực. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiệu quả để vận trường nào có được. Trong một số những may mắn hơn thì
Kết quả đã hoàn toàn thay đổi so với những gì mà ngày mai đã có được, đặc biệt là về phía bóng FC Nghệ An. Quang Hiệu. Thank you.
Thank you.
cần phải cố gắng hơn nữa những tình huống lấy bóng như thế này. Những trường đá không là bóng rất thành công và chia ra những trường hợp luật. Thank you.
cho số áo đỏ. Đây con. Thank you.